Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị. Thông qua những trò bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người rất là mạnh mẽ, kiên cường và lý trí. Dạo gần đây có thể bạn đang rất là mong muốn tìm kiếm một cái sự thật rõ ràng gì đó. Các bạn là những người nhạy bén ha, và có thể có những cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy hơi bị tiêu cực trong thời điểm này. Cho nên là bạn hy vọng rằng mọi thứ nó sẽ chuyển đổi. Mình thấy có thể là một số bạn đang bị bệnh hoặc là đang có những cái nghi ngờ gì đó chẳng hạn. Có những sự bất an hoặc là cảm thấy rất là chán nản, thất vọng, và có thể cảm thấy mọi thứ đang có sự ràng buộc hoặc kiểu như là chậm lại trong cuộc sống của bạn. Giống như bị vướng mắc cái điều gì đó mà chưa có giải thoát được. Và ngoài ra thời điểm này các bạn cũng nên cẩn thận trong ngôn từ ăn tiếng nói của mình để tránh tranh cãi mâu thuẫn với người khác. Hoặc là tránh có những cái hành động hoặc cách cư xử không đúng khiến cho các bạn bị mất cái uy tín hoặc là mất cái sự gọi là thiện cảm trong mắt người khác. Kiểu vậy, đặc biệt những bạn nào mà nổi tiếng á, mình thấy là như vậy ha. Trong 24 tiếng tiếp theo, một số bạn sẽ có sự kết nối với người yêu, hẹn hò. Hoặc là sẽ có nhiều người theo đuổi đối với bạn nữ ha. Nói chung là có hẹn hò, có kết nối tình yêu, hoặc là các bạn khá là đào hoa, được nhiều người yêu thích. Có một cái sự gọi là ký kết hợp đồng với tờ hồ sơ gì đó chẳng hạn ha. Hoặc là bạn có thể là sẽ rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Một số bạn 24 tiếng tiếp theo vẫn có khả năng là làm việc chăm chỉ, có sự hợp bàn với đội nhóm ở đây, hoặc là có thể bạn có sự sửa chữa nhà cửa, trưng bông, trưng hoa gì đó trang trí nhà cửa của mình. Đồng thời có thể là bạn cũng trải lên một cái kế hoạch gì đó và thực hiện nó. Nên bạn sẽ lên kế hoạch trong ngày mình sẽ làm gì tiếp theo, vân vân, và mình thấy bạn sẽ hoàn tất xong mọi thứ, mọi việc. Có thể các bạn cũng có những cái nguồn tiền gì đó do cái công sức các bạn làm nên, giống như là hoàn thành xong một cái tác phẩm và có được tiền công chẳng hạn. Ngoài ra có thể là một số bạn sẽ đếm tiền, đếm vàng, hoặc là kiểu các bạn sẽ theo dõi giá tiền, giá vàng trong ngày. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sẽ trổ tài nấu nướng ha, hoặc là bạn sẽ kỹ lưỡng hơn trong vấn đề ăn uống. Và các bạn có thể cũng có những khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Và bạn nào bị bệnh thì mình thấy sức khỏe của bạn đang dần tốt hơn ha. Ngoài ra có thể một vài bạn có sự cân nhắc mua điện thoại hoặc là mua thiết bị điện tử gì đó mới. Có sự kết nối một người mang năng lượng nam, đây là một người thông minh, có tài lãnh đạo, giỏi ăn nói và khôn khéo. Trong ngày này nếu như ai đó mời gọi bạn tham gia một cái dự án hoặc là muốn ký kết hợp đồng hoặc là hồ sơ gì đó thì mình thấy các bạn nên chậm lại, suy nghĩ, cân nhắc rồi hãy thực hiện. Để tránh có những cái sự gọi là bị người khác thúc giục, thúc đẩy mà cuối cùng hợp đồng đó hoặc cái hồ sơ đó nó không có tốt cho các bạn, cái gì nó có thể là gây cho bạn một cái sự thiệt hại nào đó. Cho nên các bạn đừng vội vàng, đừng hấp tấp, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng rõ ràng từng vấn đề, hoặc là có một cái cuộc nói chuyện rõ ràng để tránh có những cái sự hiểu lầm với những người xung quanh, đặc biệt là những người thân cận, người yêu của mình, kiểu vậy. Và ngoài ra có thể cũng có những lời bình luận tiêu cực thì mình thấy có thể là bạn cũng không để tâm cho mấy. Bạn sẽ tập trung hơn vào cái mục tiêu của mình ở phía trước và cố gắng để đạt được nó. 24 tiếng tiếp theo, một số bạn có thể là chạy xe có khả năng hơi nhanh và có sự thắng gấp, cho nên các bạn hết sức thận trọng ha. Tiết chế chừng mực về cái tốc độ.
Hoặc là có thể một số bạn sẽ buông bỏ những cái thói quen gì đó không tốt, hoặc là tránh xa những người tiêu cực. Và mình thấy các bạn có sự trồng cây, hoặc là như mình nói là lên hoặc là hình thành hoặc là hoạt động hoặc là bắt tay vô phát triển một cái dự án mà bạn có sự ấp ủ từ lâu. Thấy các bạn có một cái sự yêu thương bản thân của mình, yêu thương giá trị của mình, hoặc là có một cái sự chữa lành bản thân trong ngày này. Có thể dừng những thói quen không tốt cho sức khỏe của bạn kia vậy. Mà có thể sẽ bắt tay vô hành động như là tập thể dục, thay đổi lối sống theo cái hướng tích cực. Trong ngày này trực giác của bạn rất là mạnh mẽ, cho nên hãy tin vào trực giác của mình ha. Và ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ hoàn thành suôn sẻ thuận lợi một vài thứ, một vài điều. Hoặc là mình thấy các bạn có một cái trạng thái cân bằng, điềm tĩnh để có thể giải quyết mọi thứ. Có thể các bạn sẽ trào dâng cái sự nhiệt tình, sự hào hứng, sự phấn khích, sự sáng tạo trong công việc. Hoặc là có thể một số bạn sẽ có khá là nhiều những cái sự đam mê mạnh mẽ, mãnh liệt với người yêu của mình trong 24 tiếng tiếp theo này. Đây có những bạn nào có người yêu mới, quen chẳng hạn, hoặc là người yêu của mình có sự thôi thúc, thúc giục các bạn phải làm cái điều gì đó để thỏa mãn cho họ, trong khi bạn không có muốn, thì bạn có quyền từ chối, bạn có quyền chậm lại, các bạn đừng có vội vàng để tránh bị người khác thao túng. Ở đây các bạn đang trong cái quá trình của sự tái sinh, tái tạo lại năng lượng sức sống của mình, cho nên bạn hãy có một sự mở lòng đón nhận những cái sự thay đổi. Bạn có một cái sự gọi là thông minh, nhạy bén, sự sáng suốt, sự sáng sủa để bạn có thể chia sẻ với cuộc sống này. Hãy yêu cái hành trình của bạn ha, và yêu thương chính mình. Ở đây thiên thần Michael muốn nhắc nhở các bạn rằng cầu nguyện sẽ cải thiện mọi tình huống, trong khi lo lắng thì ngược lại, cho nên là hãy cầu nguyện bởi vì vũ trụ và các thiên thần sẽ hỗ trợ các bạn. Và cái ngày chỉ có thể giúp đỡ khi mà bạn có sự gọi là cầu nguyện cởi mở, mời gọi các ngài vào giúp. Còn các bạn không có một sự tin tưởng hoặc không có sự cầu nguyện thì các ngài không thể giúp được, bởi vì bạn có quyền tự do ý chí. Chỉ khi nào các bạn đón nhận mời vào thì các ngài mới có thể bước vào ngôi nhà các bạn được, kiểu vậy. Mặc dù đôi khi cái lời cầu nguyện của bạn nó được đáp lại khác với mong đợi các bạn, tuy nhiên bạn hãy yên tâm rằng bạn đang được lắng nghe và ơn trên biết những giải pháp hoàn hảo nhất cho các bạn, và sẽ có một cái kết quả tốt nhất cho những người có liên quan nha. Một số bạn ở đây có thể bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ, các bạn sẽ có một cái sự kết nối với một nhóm cầu nguyện nào đó, và cái tình huống mà bạn đang suy nghĩ thì càng nhiều người cầu nguyện thì càng tốt nha. Và hãy trao nỗi lo lắng sợ hãi của bạn cho vũ trụ, các thiên thần. Bạn hãy có đức tin và có nhiều lý do chính đáng để bạn có thể hy vọng, cho nên hãy cởi mở với các giải pháp có thể khác với kỳ vọng của bạn, nhưng mà nó lại mang đến một cái giá trị tốt nhất. Rồi mình xin kết thúc các bạn tuần 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký một chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem có 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người đang ở trong cái trạng thái cảm thấy như bị trói buộc ha, cảm thấy mọi thứ nó không có phát triển như mình mong muốn, cảm thấy mọi thứ nó có sự ì ạch, và có thể các bạn cũng đang có sự xuôi theo dòng. Các bạn có thể đang muốn làm một cái điều gì đó nhưng mà các bạn còn chần chừ, chưa muốn làm. Các bạn có thể là một người sống tình cảm, dạo gần đây có thể là bạn cũng hơi nhạy cảm, cũng có nhiều điều khiến bạn cảm thấy tiêu cực, và có thể bạn cũng rất là muốn kết thúc cái giai đoạn chờ đợi này. Hoặc có thể một số bạn đang trong cái trạng thái kết thúc những cái điều gì đó như là tình yêu, tình cảm, công việc, vân vân. Thấy các bạn khả năng là rất là muốn đi biển chơi, hoặc là dạo gần đây có thể bạn nghe được khá nhiều tin tức liên quan đến vấn đề sinh tử. Một số bạn ở đây thì
Mình thấy là có khả năng là giai đoạn này bạn đi biển thì mình thấy các bạn nên thận trọng để tránh cái trường hợp bị chuột rút nha. 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào? Mình thấy các bạn có nhiều đêm mất ngủ trằn trọc. À, nhưng mà mình thấy các bạn vẫn chăm chỉ nỗ lực làm việc, có thể một số bạn làm việc đêm khuya luôn đó. Và ngoài ra thì có thể bạn cũng sẽ có một sự đi đâu đó, hoặc là có thể đi dạo ngoài không gian thiên nhiên, hoặc là bắt đầu một cái gì đó mới. Giai đoạn này các bạn đi đứng cẩn thận để tránh té ngã. Đặc biệt những bạn nào mà thích leo núi thì coi chừng có những cái vấn đề như sạt lở rồi đó. Mình thấy có thể là trực giác của bạn khá là nhạy bén trong ngày, và mình thấy có thể một số bạn sẽ đọc sách, nghiên cứu, học hỏi thêm một cái điều gì đó mới. Ngoài ra mình thấy có thể là bạn có sự gọi là kết nối với gia đình, người thân, hoặc là có thể một số bạn đi chùa, đi nhà thờ để cầu nguyện nha. À, một số bạn ở đây có thể là đọc được những tin tức liên quan đến đám cưới, hoặc là bạn đi đám cưới, hoặc là có thể như mình nói kết nối với gia đình thân thương của mình. Ngoài ra bạn có sự mạnh mẽ đứng lên đấu tranh cho những điều bạn mong muốn, hoặc là có sự cố gắng quyết tâm để có thể hoàn thành mọi thứ cho xong trong 24 tiếng tiếp theo này. À, có thể ai đó xin bạn lời khuyên, hoặc là bạn gọi là cho ai đó lời khuyên, hoặc là bạn sẽ xem rất là nhiều những vấn đề liên quan đến tâm linh ha. Có thể các bạn cũng rất là muốn có một cái nhận được một cái thông điệp gì đó để hỗ trợ hướng dẫn cho bạn tìm ra cái lối thoát trong cái giai đoạn trăn trở hoặc là mắc kẹt này. Một số bạn có sự kết nối với trẻ em. Ngoài ra thì mình thấy là 24 tiếng tiếp theo các bạn đừng có vội vàng, đừng hấp tấp, kỹ lưỡng, kỹ càng để tránh có những cái hiểu lầm không đáng. Mà có thể có shipper đến tìm ha. Đây mình thấy các bạn nên giữ cái sự bình tĩnh. Một số bạn có thể là bạn sẽ dành thời gian cho cái sự yên bình tâm trí. Và ngoài ra có thể bạn sẽ có một sự lên mạng học hỏi hoặc tham gia những khóa huấn luyện đào tạo. Một số bạn có thể có sự phát triển, hoặc là bạn sẽ có thể lên chức, hoặc là bạn có thể huấn luyện đào tạo giúp đỡ ai đó. Hoặc là có thể một số bạn có sự kết nối với con cháu trong nhà, có sự dạy dỗ, nhắc nhở nó, kiểu vậy. Và mình thấy các bạn cũng khá là cảm thấy tự hào về bản thân khi bạn có thể hoàn thành xong một cái điều gì đó, bạn cảm thấy có sự tôn trọng giá trị của mình. Hoặc là một số bạn được người khác khen ngợi nha, và bạn cảm thấy khá là tự hào về chính mình, kiểu vậy. Đây mình thấy có thể là các bạn sẽ có sự kết nối một người mang năng lượng nam, có thể người này có sự suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng, có thể họ sẽ cho bạn một cái lời khuyên nào đó. Hoặc một số bạn có thể xem những cái video liên quan đến vàng bạc đá quý, kiểu vậy ha. Và ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng đạt được cái trạng thái cân bằng, hoặc là có thể bạn làm việc hoặc là bạn thực hiện cái gì đó thì mọi thứ nó diễn ra suôn sẻ thuận lợi các bạn. Số bạn có thể trực giác của bạn được đẩy lên cao, hoặc là mình thấy khả năng là bạn cũng hơi nhức đầu, nặng đầu đó. Hoặc là bạn sẽ tiếp thu nhiều nguồn kiến thức mới, kinh nghiệm mới gì đó, trở nên sáng suốt hơn, trở nên thông thái hơn, thấu đáo hơn, rõ ràng hơn. Và ngoài ra có sự kết nối với một cộng đồng, với nhiều người, hoặc là những bạn nào làm công việc mà liên quan đến nữ giới thì có thể là năng lượng sẽ có khá là nhiều khách trong ngày. Đây một số bạn nữ có khả năng là được ai đó kết nối tình cảm ha. Ở đây mình thấy các bạn đang bị cuốn vào một cái tình huống nào đó mà bạn không thể nào nhìn nhận một cách khách quan. Thì đã đến lúc các bạn lùi lại và có cái nhìn toàn cảnh hơn ha. Và thiên thần Michael yêu cầu các bạn tách khỏi những cái cảm xúc xung quanh, và ngài sẽ giúp cho các bạn làm được như vậy. Ngài có sự hướng dẫn các bạn cách phi cá nhân hóa trải nghiệm để bạn không cảm thấy bị xúc phạm bởi hành vi của người khác, và giúp cho bạn có những hành động xuất phát từ cái sự gọi là tình thương và sự khôn ngoan hơn. Cho nên thời điểm này hãy cho bản thân của mình được tạm nghỉ,
tránh xa những cái tình huống tiêu cực hoặc là có những cái vấn đề gì đó thì tránh xa những người có liên quan trong thời điểm này. Bạn không cần phải biết cái giải pháp ngay bây giờ, nhưng mà cái thiên thần đang lo liệu các chi tiết. Điều quan trọng với bạn là bạn phải đạt được cái cảm giác bình yên nội tâm. À, một cái cảm giác sẽ dẫn các bạn đến những cái hiểu biết mới và hữu ích. Và có những cái vấn đề gì đó của người khác thì để họ tự giải quyết vấn đề của họ. À, bạn có quyền từ bi nhưng mà không được mang gánh nặng của người khác. Và đồng thời cầu xin thiên thần Michael thanh lọc năng lượng cho các bạn. Và ngoài ra một số bạn đã đến lúc bạn rời khỏi một cái tình huống hoặc là một cái mối quan hệ không lành mạnh rồi nha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Bạn tụ 3 là những người có thể là đang trong giai đoạn có một sự rất là ao ước mình có thật là nhiều tiền, hoặc là muốn rất là hy vọng mình sẽ có được cái sự hỗ trợ về tài chính. Hoặc là có khả năng các bạn đang rất là muốn hoặc là giúp đỡ người khác. Và mình thấy các bạn là những người có trực giác khá là cao. Và có thể trong tình yêu các bạn cũng đang cố gắng cân bằng những sự cho đi nhận lại. Các bạn là những người cũng khá là đào hoa, được nhiều người yêu thích trong thời điểm này. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn đang chuẩn bị có những cái chuyến đi gì đó ha. Có thể đi giúp đỡ, hỗ trợ người khác, hoặc là một số bạn có thể năng là các bạn sắp có những cái chuyến di chuyển công tác, hoặc là sắp có những tin tức chiến thắng gì đó đến với các bạn ở đây. Và thời điểm này thì mình thấy có thể có một số bạn đang chờ đợi tình yêu đến, và có thể năng ở đang đến rồi đó, khá là nhanh đó. Hai mươi bốn tiếng tiếp theo của bạn mình thấy dường như là các bạn sẽ có một cái sự cố gắng cầu nguyện thu hút cái điều mình muốn. Và ngoài ra thể là bạn có sự kết nối với một người mang năng lượng nam. Đây là một người khéo léo, giỏi ăn nói, có tài lãnh đạo hoặc là mạnh mẽ, lý trí và kiên cường. Và có thể một số bạn có những cái vấn đề như là thức khuya, khó ngủ, có những cái tiếc nuối gì đó thì các bạn chạy xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá trong thời điểm này. Và các bạn có sự kết nối với một cộng đồng, với một nhóm bạn bè, hoặc là có sự gọi là đi chùa hoặc đi nhà thờ để cầu nguyện ha, nghĩ vậy. Bạn nào có thi cử thì mình thấy các bạn sẽ thành công. Và ngoài ra một số bạn cũng sẽ có được những cái nguồn tài chính, nguồn tiền gì đó đến với mình. Hoặc có thể là có cầm tiền, cầm vàng trong tay chẳng hạn. Hoặc có một cái cơ hội gia tăng thu nhập. Một số bạn có thể là được nhận quà, còn một cái công ty, một cái công việc, nhận được công việc mới và kết thúc công việc cũ. Hoặc là một số bạn có thể chuyển nhà, chuyển chỗ ở thành công, và có sự giao dịch mua bán tiền bạc gì đó trong ngày. Và ngoài ra thì cẩn thận trong vấn đề gọi là hợp tác hoặc là cho vay mượn tiền, coi chừng có những sự mâu thuẫn tranh cãi. Mình thấy là như vậy. Đặc biệt có khả năng là có những người bạn, người thân quen gì đó muốn hợp tác với các bạn, thì mình thấy các bạn nên cân nhắc. Giai đoạn này các bạn không nên đầu tư một cách vô tội vạ, hoặc là bỏ tiền ra mà không suy nghĩ thi tính. Đôi khi có khả năng trực giác của bạn mách bảo các bạn là không nên, hoặc là cảm thấy bối rối bứt rứt, thì các bạn nên chậm lại và đừng có vội vàng. Đừng để người khác thao túng nha. Có nhiều người mượn tiền không trả rồi cố gắng tranh cãi để quỵt luôn đó. Mình thấy là như vậy. 24 tiếng tiếp theo có thể một số bạn ở đây mình thấy là các bạn mua xe, hoặc là có thể các bạn có sự sửa xe, hoặc là rửa xe của mình. Và một vài bạn ở đây có thể có kết nối với người yêu. Tuy nhiên thì cẩn thận trong ngôn từ, là ăn tiếng nói, tránh kiểm soát quá mức. Không thôi có khả năng là sẽ có những cái sự mâu thuẫn tranh cãi với nhau. Hoặc có thể một vài bạn có sự đoàn tụ với người yêu sau bao ngày xa cách chẳng hạn. Thấy các bạn có vẻ hơi nóng trong người và có khả năng trời khá là nắng. Các bạn cẩn thận cái vấn đề bị đen da rồi đó, sạm nắng đó.
Ngoài ra một số bạn có sử dụng củi lửa cẩn thận ha, bạn có thể một vài bạn sẽ có một buổi công tác dẫn dắt chương trình quản lý gì đó thì mình thấy bạn sẽ làm khá là tốt. Và sẽ có thêm những hợp đồng mới ha, hoặc là có nhiều người ủng hộ, hoặc là tặng quà, hoặc là có những cái lời khen ngợi dành cho những bạn nào mà làm những công việc công tác cộng đồng hoặc đứng trước đám đông ha, kiểu vậy. Thì một số bạn sẽ có sự ngắm trăng sao với người bạn của mình hoặc là gia đình. 24 tiếng tiếp theo mình thấy là bạn có sự gọi là quan tâm chăm sóc gia đình cha mẹ, hoặc là được người thân quan tâm chăm sóc. Có một số bạn ở đây thì các bạn có khả năng là thấy những cái video gì đó liên quan đến một gia đình hạnh phúc với nhau, hỗ trợ nhau. Và một số bạn có mái ấm gia đình rồi thì có thể trở nên gắn bó mật thiết hơn với người phối ngẫu cũng như con cái của mình. Thì các bạn cũng sẽ có những cái sự gọi là giấc mơ ngọt ngào ở đây. Và có thể là chụp hình chung với gia đình, người thân ha. Hoặc là có thể xem được những tin tức liên quan đến đám cưới, cưới hỏi gì đó. Đây mình thấy có thể một số bạn sẽ dành thời gian để tập thể dục, tập yoga hoặc là cân bằng thiền định, bình tĩnh. Đây mình thấy có thể là bạn sẽ đi đến một nơi nào đó có khá là nhiều cửa ha, một nơi khá là rộng lớn, hoặc là bạn có sự gọi là khai triển những kỹ năng tiềm tàng của mình. Là có thể có sự kết nối một người mang năng lượng nam, đây là một người có sự suy nghĩ kỹ lưỡng thấu đáo, có thể họ sẽ giúp đỡ hoặc cho bạn lời khuyên gì đó ở đây. Hoặc là họ nghĩ bạn là người có tài, hoặc có sự hỗ trợ giúp đỡ, truyền nhiệt huyết, truyền lửa cho các bạn chẳng hạn. Một số bạn mình thấy có thể là bạn cũng chú ý cái vấn đề ăn uống để tránh rối loạn tiêu hóa hoặc là tào tháo rượt. Trong ngày này thì các bạn có thể là sẽ được ơn trên hỗ trợ để bạn có thể có sự tự tin, nói lên chính kiến, cái mong đợi, khát vọng hoặc là cái điều gì đó mong muốn từ trong sâu thẳm bên trong các bạn. Với có thể là với người thân, với bạn bè hoặc với người yêu. Số bạn có thể mua bán vàng hoặc là vàng, hoặc là xem những tin tức liên quan đến vàng bạc đá quý kim cương vân vân. Ở đây mình thấy các bạn được nhắc nhở khi suy nghĩ tích cực tạo ra kết quả tích cực, cho nên là đòi các bạn được ơn trên nhắc nhở các bạn hãy có những cái suy nghĩ nâng cao tinh thần. Và có thể bạn có một sự gọi là cần phải thanh lọc suy nghĩ lời nói của mình khỏi những cái lo lắng hoặc là tiêu cực khác có thể làm giảm những cái biểu hiện của bạn. Và thiên thần muốn nói với bạn rằng có thể các bạn cần phải có một sự cầu xin ơn trên, mời gọi các thiên thần hỗ trợ các bạn trong cái việc nâng cao tinh thần của mình để các bạn có thể đón nhận những cái lợi ích cho cái trải nghiệm, giúp cho bạn có sự vui vẻ hơn. Hãy áp dụng cái thói quen nói những lời khẳng định tích cực hàng ngày, hoặc là đọc một cái quyển sách, hoặc là tham gia một cái lớp học về những lời khẳng định tích cực. Và trong thời điểm này tránh đổ lỗi cho bản thân hoặc là người khác ha. Hãy tập trung vào giải pháp đi. Thay vì các bạn lo lắng điều gì đó quá nhiều thì bạn hãy tập trung vào cái sự cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại. Và hãy cầu nguyện với một cái trạng thái tâm trí yêu thương và từ bi ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.